ý nghĩa giấc mơ thấy khẩu súng đạn. Theo giải mã giấc mơ thấy bắn súng, nếu bạn nằm mơ thấy súng trong giấc mơ của mình, điều này cho thấy rằng bạn đã thiết lập được một mục tiêu và mục đích trong cuộc sống của mình. Bạn đang thực hiện kế hoạch để đạt đến mục tiêu của mình. Nếu trong giấc mơ bạn mơ thấy mình đang dùng một khẩu súng để bắn người, điều này cho thấy rằng bạn đang có một cảm xúc giận dữ đối với người đó mà bạn không thể hiện ra bên ngoài. Mơ thấy hai người dùng súng dài để bắn nhau, giấc mơ là điểm báo trong nội bộ công ty bạn đang có hai người xảy ra tranh cãi có thể điều này do họ không có cùng quan điểm trong cách làm việc. Nếu được bạn hãy tạo ra một vài cơ hội để mọi người đoàn kết với nhau hơn. Mơ thấy súng lục, giấc mơ này dự đoán về những mâu thuẫn, những tranh chấp tổn thương có thể xảy đến với bạn. Tình cảm anh em trong gia đình sẽ bị sứt mẻ vì quyền lợi kinh tế riêng. Bên cạnh đó, giấc mộng về khẩu súng lục còn là lời cảnh giác dành cho bạn. Rất có thể trong tương lai bạn sẽ gặp phải những cuộc tấn công đụng độ nguy hiểm. Chính vì thế, hãy bảo vệ bản thân, không nên đi về trời tối ở những nơi vắng vẻ nguy hiểm khi bạn chiêm bao thấy súng ngắn điều này lại chứng tỏ rằng bạn đang biến suy nghĩ của mình thành hành động bạn không hề sợ hãi những gì đang diễn ra và đôi lúc bạn đã sẵn sàng để chiến đấu với mọi thứ chiêm bao thấy súng ak khổng lồ điều này chứng tỏ bạn sẽ gặp được một người tốt người này sẽ giúp đỡ cho việc làm ăn kinh doanh của bạn nhờ vậy mà đừng chờ đợi mà hãy thực thi ngay các dự án bạn đang ấp ủ ngay bây giờ mơ thấy súng đạn khiến cho nhiều người chết giấc mơ xấu những người xung quanh của bạn gặp chuyện không vui. Bạn nên để ý để có thể giúp đỡ, chia sẻ với người bạn đó. Mơ thấy mình thích chơi súng, dự báo trước những mối lo ngại liên quan đến danh thế, địa vị, do khẩu súng có thể gây thương tích dẫn đến chết người, người mơ thấy súng đạn thường có cảm giác sợ sệt. Khi bạn nằm mơ thấy mình bị trúng đạn vào người thì báo hiệu rằng bản thân bạn sắp gặp chuyện xấu nào đó. Nếu bạn nằm mơ thấy đạn thì điều này cho thấy bạn sẽ bị người khác chê trách. Mơ thấy bắn súng, mơ thấy súng lục súng đạn, AK đánh số mấy? Mình bắn súng lục, 61, súng AK 86, súng B40, 18, 64, súng bắn dài, 68, súng hơi, 00, 97. Chiêm bao thấy súng đạn đánh lô số 12, mộng thấy súng bắn dài đánh cặp số 68, ngủ mơ thấy vụ nổ súng 26 hoặc 53. Mơ thấy bom đạn là số 62, mơ thấy lựu đạn là số 54, 46. Mơ thấy hòm đạn là số 95, 59. Mơ thấy băng đạn là số 32. Mơ thấy đánh nhau ném lựu đạn, 67. Vậy chúng tôi đã giúp bạn giải đáp được ý nghĩa giấc mơ thấy khẩu súng đạn bắn súng và tìm ra những con số may mắn đem lại tiền tài cho bạn khi mơ thấy khẩu súng đánh lô đề con gì. Chúc bạn thành công trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn khi chơi lô tô số số.